không chấp nhận tôi trả tiền. Tôi giật tiền chưa mà, tôi đâu có giật tiền mà. Đi kêu nó trả tiền cho tôi mà tôi không. Đúng rồi đó, đúng rồi chị. Bây giờ nè, tự nhiên đuổi tôi xuống rồi, tính mạng của tôi, tài sản của tôi ai chịu? Do chị không á. Lên xe khách lơ xe yêu cầu thu tiền trước, cô gái gân cổ lên đòi công đạo, nào ngờ bị cả xe đuổi xuống. Thế đó khi mọi người đã lên xe và ổn định chỗ ngồi, đến khi nhân viên đi từng ghế kiểm tra vé xe cũng như thu tiền vé những khách còn lại và hỏi điểm đến của từng hành khách, thì cô gái này lại không đồng ý trả tiền xe. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, anh nhân viên đã yêu cầu bác tài dừng xe và mời cô gái xuống xe vì người này nhất quyết không trả tiền. Quá uất ức vì bị nghi ngờ quỵt tiền xe và bị đuổi xuống xe trước mặt tất cả bà con, cô gái càng cãi càng hăng, càng có tinh thần. Thậm chí vừa quay phim để cho thấy rằng mình đúng, vừa ngồi lì trên xe để hy vọng có bà con nào ủng hộ quan điểm của mình. Tuy nhiên thay vì có đồng minh thì cô gái lại bị cả xe đồng thanh lên án sự ngáo ngơ, không khác gì lần đầu tiên trong cuộc đời đi xe khách của cô gái. Do chị không á, chuyện ta đàng hoàng không? Tôi là người trả tiền, chị tôi là người trả tiền. Trả tiền người ta là trả làm sao bạn? Lên xe chị chứ tôi là người ta lấy tiền chị cho. Ủa tự nhiên đuổi người ta thu tiền, tự nhiên thu tiền người ta chưa? Mà bây giờ vừa đuổi người ta giữa đường thì sao, tính mạng chịu không? Thứ này đuổi mẹ nó cho rồi. Có ngon mày đuổi, mày làm chủ xe mày đuổi đi. Xe tôi nắm đầu lâu đi, ngon mày nắm nè. Anh Tài ơi, mà không chịu xuống luôn nè. Bây giờ đơn giản đây anh tài xế, em nói luôn nè, em ghi âm em nói tài sản của em chứ không có của em. Tài sản của chị là tài sản của chị chứ ai đụng địa dưới tài sản của chị chứ. Coi lời của em dưới và dạ, thêm cái mạng của em. Nhưng mà tôi nói chị là tôi không đồng ý khách hàng của tôi nhìn xe như vậy. Đoạn clip sau khi đăng tải cũng đã nhận được rất nhiều cái lắc đầu ngán ngẩm của cộng đồng mạng trước thái độ cố chấp của người phụ nữ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đồng cảm trước sự bất lực của anh nhân viên khi liên tục lên tiếng mời cô gái xuống xe, nhưng cô gái vẫn không chịu xuống. Một số bình luận được mọi người để lại, chắc bà này tưởng có đồng minh, ai dè mọi người ai cũng bên chủ xe cãi lại bả. Nguyên xe làm không lại bà này luôn, công nhận bà giỏi ghê. Tính ra bà đâu có cãi với bác tài với nhân viên không đâu, bà cãi với nguyên một xe mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.